đấy, cái này là kêu Con bằng đó là làm mấy chục năm, 40 năm về ngành may. mai Dạ. mai mình có, hồi xưa mình có đạp hay là dùng máy Dùng máy máy motor thôi. motor hả? Dạ. Nhưng mà ngồi hoài, Đúng rồi. cái này bệnh này là bệnh nghề nghiệp, Nghiền nghiệp, nghề đúng nghiệp rồi. đó. Nhưng mà mấy chục năm là mới mới năm vừa rồi là bị đó. Rồi vậy đó, Dạ. không phải đâu, nó là có một cái mà mình nhiều khi mình không có chú ý. Khi mình bị á, cái bắt đầu là mình uống viên thuốc vô bớt đau Không, con uống thuốc tây thầy. rồi, nhưng mà sao mà Con uống thuốc tây. rồi Con chỉ uống thuốc bắc thôi. à, thuốc Con bắc về mua về con sắc về con uống. thôi, bây giờ về đừng thèm uống thuốc bắc nữa, Dạ. nghe lời tôi đi, làm mấy cái này với nãy rung chân mọi người làm đó, thấy biết chưa, rồi về tập làm cái đó. Dạ. Ê, nhưng mà nếu như mà mình có người nhà làm thôi, không có thì mọi người nằm vậy nè, Dạ, cứ nắc qua nắc mình qua tự mình cứ là lắc rung nắc qua rung nè, vậy hả? mình rung mà rung cái kiểu như vô thức á, rồi rung, rồi sau đó là mình ngồi ghế mình đập rung cho tôi nè, nè mọi người nhìn nè, ngồi mình Vậy ngồi cái ghế kia mình rung nha, vậy rung cái đều vậy tôi nè nha, cứ rung như vậy luôn hả thầy? cứ rung vậy đó, Vậy mà rung sao cho đều cái chân mình, rung cái đều, rung 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 lên, rồi rung ngang. Rung ngang, hồi xưa người ta nói á, rung đùi thì mất lọc, cái này mình đừng có rung trước mặt mọi người, mình ở nhà mình tập không có mất lọc đâu nè. Rồi sau đó cái đầu gối anh bị á, rồi mình ngồi xuống này nè, đứng ngồi xuống này nè, rồi đứng dậy, ngồi xuống rồi đứng vậy nè, mới đầu mình ngồi xuống đứng dậy vậy, sau mình quen cái mình đứng ngồi xuống đứng dậy không có dịnh nữa, mà tuổi lớn là bắt buộc phải tập liền, không có làm gì được nha. Dạ. Rồi vậy nha. Dạ. Rồi thêm một cái nữa, hồi nãy tôi nói với cô kia uống ai tôi nói uống lá lốp á, lá lốp á, thì cô cũng uống lá lốp luôn Nấu nước lên uống thôi. không? Thì lá lốp á, cứ lấy cho tôi, mọi người nhớ nha, ai sau này bệnh cứ nhớ tới 3 cây lá lốp ha, là 3 cây lá lốp là rễ luôn, Cả thân rễ rồi lá luôn, mà lấy tươi cái mình rửa sạch, cái 3 cây mình quấn lại mình bỏ vô cái nồi, nếu bỏ nồi đất càng tốt. Mình có nồi đất tốt thì mình đổ nước ngập lên, nước ngập lên khoảng 1,5 lít tới 2 lít, đun sôi lên, rồi đun sôi lên rồi bắt đầu để cho nó lấy không có, để không có, là đổ thẳng vô bình thủy luôn, rồi mình đậy nắp lại, rồi mỗi hàng ngày mình uống cái đó. Tại vì á, là nhất là những người tuổi lớn rồi á, là ở nhất miền Tây rồi nọ là bị khớp đau á, chịu khó đi ngày uống thay nước cho tôi uống như trà đó, thì nó sẽ làm giảm từ từ nó khỏi nha. Ok, có cần Dạ. hỏi gì không? Dạ không thầy. Thì thầy nhắc nhở như vậy thì hiểu ra được là những cái bài mà thầy cho thì về cái cứ thực hành đi. Là cái trong cái dân gian mình á, là có nhiều cái cây thuốc á, nó đơn giản lắm mà nó chữa khỏi bệnh. Tôi còn nhớ hồi xưa á, là lúc mà tôi còn nhỏ, tại vì tôi biết cây thuốc hồi còn nhỏ rồi, cái là cái dân mình á, là thực ra đi làm rồi trúng mưa rồi trúng gió rồi rồi cái bị bệnh, mà bệnh á là cái chứng gì biết không, cái chứng đầu tiên của mình bệnh nó sau này mà đau nhất á, là chứng nóng nóng lạnh lạnh, mình cứ gây gây như sốt rét không phải, rồi ứng ứng lạnh lạnh, rồi sau đó là lần lần rồi nó bệnh nó thâm nhập vô lần lần rồi mới đau nó nhức nó thêm này nọ. Cái hồi xưa á, là tôi mới còn nhỏ, tôi học thuốc còn 12 13 tuổi tôi học thuốc rồi, nhưng mà tôi chịu khó tôi để ý lắm, thì tôi mới thấy là cái một cái thứ thuốc mà nó làm cái sức mạnh con người mình nó tăng lên, con sức mạnh con người mới tăng lên ha, thì đó là chính là cái cây mằng ri. Ở đây ai biết mằng ri không? Có biết không? Ở quê mới biết được. Ở đây không ai biết mằng ri. Người nào nhìn cũng ngơ ngác. Mọi người ghi vô trong tờ giấy đi rồi mốt tìm. Nó gọi là mần, mần á. M, A, ma, ở mớ, mần. N thôi, mần ri cái mần ri nha. Thì cái cây mần ri này á, là khi mà chặt lên
một chừng nắm vậy nè, rồi bỏ ba chén nước sắc còn 8 phân uống vô, thì đi làm về gió về nắng này nọ về uống vô một bát nóng, một chén nóng vậy đó, hết bệnh liền. Thì sau này tôi mới tìm hiểu á, là cái cây mận ri á, nó có một cái tác dụng rất là đặc biệt, tức là cái con chim cu á, ở đây mọi người biết chim cu không? À đó mẹ rồi, chim cu hồi xưa người ta nói khi mà đi bẫy cu á mà cọp dồ chết không kìa, không biết nữa, tại vì con cu á nó gù gù á, là người ta nhìn thấy thích lắm, hai con nó gù á, nó đá nhau á, thì để cho con cu á mà nó gù được á thì người ta lấy cái hạt của cây mằng riêng người ta cho nó ăn cái hạt đó chút xíu á. Ha, hồi xưa ở quê cái mỗi lần cái mùa mà hết cái mùa trà cây bắt đầu khô hết á, thì tôi lấy cái điểm á, tôi đi ra vùng núi á, nhà tôi vùng núi, về núi về sạch hết rồi, tôi để vô cái tôi quẹt cái đầu nó vô, lấy cái cây gõ vậy nè, cái nó rớt cái hột xuống, nó rớt cái hột xuống đó. Và tôi đem về, tôi hốt đem về, cái là hồi xưa là cái hạt đó là dành để cho con chim cu, thành ra mình biết là nó làm cho cái con cu á nó sung mãn lên đó. Cho nên đó là đàn ông uống cái đó cũng gù luôn đấy. Đấy, mấy ông này nghe có lý không, uống đi rồi sẽ biết. À, uống nhưng mà của đàn ông uống thì mình ngâm rượu. À, ngâm rượu cái mình là rót uống cái đó. À, rồi khi mà tìm ra được cái cây đó rồi tôi thấy hay quá, tôi thấy cái mà cái thuốc nam mình đó nha, là mọi người nhớ là cái thuốc của nó là chỉ một vị thôi chứ không phải nhiều đâu. À, thì cái cây lá lốp hồi nãy mà tôi chỉ cho mọi người á, đó chính là cái luận án tốt nghiệp của tôi á. Hồi xưa nó gọi là Pipelalus. Thì cái cây, chính cây đó là cây tốt nghiệp của tôi á. Tại vì tôi lên tôi gặp cái ông bạn của tôi, hồi xưa anh đó là Tô Hoàng Lộc, anh là hiệu trưởng của trường trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa đó. Tối tôi ghé thăm ảnh, thì tôi thấy anh rót cho tôi một ly nước uống, thì cái đó chính là cái cây lá lốp á. Rót ly trà tôi uống sao nghe thơm thơm mà ngon ngon. Cái tôi nói ủa sao ông làm cái nước này, nước gì hay vậy? Ông nói nước này của mẹ tôi. Mẹ tôi bị đau khớp, bà bị đau khớp uống bao nhiêu thuốc không hết, mà cuối cùng uống cái lá lốp này bà hết bệnh. Cái tôi phải đi xuống tới bếp luôn coi bà nấu làm sao. Tôi nói là gì, bác cho con coi nha. Cái bà nói là xuống đây cho coi. Thì cái nồi bắp nước mà nồi nhôm á, bà lấy ba cây bà quấn vậy nè, bà để vô bà đổ nước nấu, rồi bà đổ về bình thủy uống, thì cứ vậy uống thôi. Mà bà vừa huyết áp vừa đau khớp uống vô mà không còn nữa. Hay chưa? Một ngày uống 3 cây thôi. À, tức là cứ nấu nó vô bỏ uống nước nóng quay 3 cây thôi. Cái tôi mới nói, trời ơi, cái một cái cây lá lốp vậy mà sao mà nó quý dữ vậy nè. À, thì sau khi tôi lấy ra xong tôi quyết định là tôi làm cái đề tài tốt nghiệp của tôi. Thế là lúc đó tôi dắt đoàn, hồi xưa cái đoàn mà y sĩ hồi xưa ở trường Đại học Y Dược á, cử tôi xuống để mà phụ cho chùa Pháp Hoa. Chứ năm đó ở dưới Long Thành rần lắm, tôi dắt gần 100 người xuống dưới, và tôi dắt vô trong bệnh viện ở Long Thành á, tôi trao đổi với bệnh viện Long Thành á, là làm cái đề tài, tại vì nó lớp ở chùa Pháp Hoa nhiều lắm, tôi cho lấy lên nấu cao, và một ngày á là cho sinh viên nó đến bệnh viện, nó cho khoảng 20 người uống. À, rồi cho uống thuốc ở chùa nữa, là những người bị đau khớp khỏi khớp hết, mà những cái người sưng khớp như là đi không nổi uống khỏi hết. Nhưng trong cái tinh dầu của cái calalop á, nó có một cái đặc điểm là gì, là trong tinh dầu nó làm cho cái bao tử mình khó chịu, thành thử nhớ ăn cơm no rồi uống nó giống như aspirin vậy đó, nhưng mà nó không có ác như thằng aspirin. À, tại sao aspirin nó là thành phần hóa chất. À, mà nó là acid mà nó là cho nó làm cho mình đau đớn. À, còn cái đi thực ra cái gốc của acid salicylic của aspirin chính là cái cây liễu. À, cái cây liễu chứ có gì đâu, nhưng mà cây liễu là uống cây liễu thì không bị cái đó, nhưng mà uống aspirin thì bị, tại vì nó là một hóa chất, nó lấy cái thành phần đó nhưng mà nó acid nó không loại được,
sau này người ta mới loại, muốn uống cái aspirin mà không bị đau nhức á, người ta chế ra một loại aspirin mà BH8, tức là để nó trung hòa cái dịch về cái axit ở trong cái dạ dày mình để cho mình không có bị đau xót á. Nhưng mà tốt nhất là ăn cái uống cái la lốp đó là sáu ăn cơm cho tôi nha. Thì sao cơm mình đừng uống liền, để cho nửa tiếng sau á mình uống cái dạng dạng ra, nó không có khó chịu cái bụng nha. Và như vậy á là sau đó là tôi cầm cái la lốp tôi làm ở bệnh viện Long Thành xong rồi, rồi tôi mới dòng trở xuống Sài Gòn. Tôi ra quận 8 nè. Quận 8 hồi xưa nó có cái viện điều dưỡng á. Viện điều dưỡng á. Hồi xưa là tôi làm đề tài tốt nghiệp tôi ngay đó đó. Rồi tôi mới đi vô trong đó tôi làm. Thì lúc đó tôi mới đặt, tôi mua lá lốt khô á, rồi tôi đặt cho cái viện y học dân tộc họ nấu cao, họ nấu cho tôi nấu vô uống á. Nói thiệt cho mọi người đừng buồn, không có kết quả. Không có kết quả. Không có kết quả. Chính xác luôn. Mà tôi đó tôi tốn rất nhiều tiền để cho viện nó nấu, nấu ra cái siro ra mình tưởng uống, không kết quả. Cuối cùng tôi phải ra quầy ở quận 8 á, tại vì cái khu đó bây giờ nó của bệnh viện Chợ Rẫy nó làm á. Hồi xưa cho nó trống trơn nha. Tôi phải mỗi ngày tôi phải chịu khó, tôi với 4-5 người nữa chịu khó đi nhổ cái cây lá lốp ở vòng vòng ở đó đó, rồi vô bỏ vô nồi nấu phát cho bệnh nhân uống tươi. Uống vô kết quả liền. Nói vậy để cho mọi người, không phải công nghiệp tất cả đều tốt đâu à, mà chỉ uống tươi thôi. Và chính cái la lốp đó là tôi làm theo dõi là bao nhiêu năm trời. Cho nên tôi dặn dò mọi người hôm nay á, là cũng là cái dịp mình gặp nhau ha, thì mình lấy cái bài thuốc này làm cái bài thuốc quý để mà mình cứu dân mình à. Lúc mà tôi xuống Đồng Tháp, vậy tôi nhà cô tôi ở Đồng Tháp á, cái tôi ngồi tôi ở trước tôi chơi, thấy cái bà kia mới đi ngang, tôi thấy mới đi mà bà ấy khóc. Cái tôi hỏi bà tại sao bà khóc, cái bà nói là bà bị đau khớp quá mà bà chạy đi khắp nơi bà chữa bệnh không khỏi. Bây giờ người ta chỉ là cái ông thầy nào chữa đó, mà nghe nói đâu là cũng cực lắm, mà tốn tiền một lần á là ông chăm cứu rồi bán thuốc gì đó mà 1.650.000. Tôi không có tiền ha, cái ông thầy thuốc ở Gò Công á, là tôi đang đi kiếm tiền đi uống thuốc mà bà đau bà đi khóc. Nó chơi bà đừng có đi, cái chân bà đưa tôi thấy cái khớp tôi biết bà bị viêm đau khớp dạng thấp rồi, hai khớp bà sưng bà về đi, ở đây thuốc cả đống này nè. Thấy không? Bà nói làm gì? Tôi nói bây giờ bà lấy cái lá lốp á, bà nấu cho tôi bà uống. Rồi tôi đưa cho bà số điện thoại nè, bà uống đi rồi bà gọi điện thoại bà nói cho tôi nghe. Rồi tôi nói về chỉ với bà. Uống 10 ngày xong bà nói trời ơi ông ơi, hai cái sưng của chân tôi giờ không còn sưng, giờ tôi đi được rồi. Mà tôi không có đốn tốn đồng nào nữa. Bây giờ tôi chỉ hết cả xóm tôi uống ai cũng bớt đó. Để tôi nói cho mọi người thấy á, là đừng có thấy cái cây cỏ của đất nước mình nó đơn giản mà vậy. Tại sao mà cái xứ mình á, ở đâu cũng có lá lốp. Tại vì ông trời không biết dân mình nghèo ha, là hay bị đau ốm, cho nên đó là uống lá lốp là thuốc cũng như là thần diệu rồi. Thấy không, như là thần dược rồi đó. Nhưng mà nhớ lời tôi, ăn cơm cho no, để chúng nửa tiếng hồi sau bắt đầu uống cho tôi. Uống vô đi, nó ấm áp trong người, nó không có đau nhức nữa, mà nó còn kích thích làm cho ăn ngon mà. Tốt biết như nào. Lá lốp tươi á, giờ mình nấu bên cao quá đừng uống. Đó, nó không có được. Tươi cũng không được. Cứ dặn tôi, cứ nghe lời tôi dặn là cứ lấy khô, lấy cây tươi, rễ, lá, cây, rồi rửa cho sạch cho tôi, rồi cuộn nó trở lại, cũng không có chặt nữa nha. Thì tôi hỏi bà tại sao bà không chặt, bà nói chặt cái sắt bằng sắt á, nó chặt vô á là nó không được. Bà quấn vô, rồi bà bỏ vô cái nồi đất, nghe là đun xong hết rồi. Sôi lên đừng 10 phút rồi bắt đầu đổ vô bình thủy, nó ra mùi đỏ tươi đẹp lắm ha. Rồi cái đậy nắp lại cứ thế mà rót ra uống ha. Và mình mới xét lại á, là cái ăn thịt bò đó là nó làm cho đau nhất, cho nên ăn thịt bò thì phải cuốn lá lốp thấy chưa, mà vừa ngon vừa khỏe mà không có đau nhất. Rồi, xin cảm ơn mọi người.